Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023. Em Việt Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Cót và Phan Đình Phùng. Cảnh chiều rất nhộn nhịp trên tuyến phố Phan Đình Phùng quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang. Nắng mà oi quý vị và các bạn, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C. Chiều hôm nay em Việt Cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi một vòng từ ngã tư Hàng Cót, Phan Đình Phùng tới phố Nhà Thờ Lớn. Em Việt Cháu Việt sẽ dừng clip. Em Việt Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Lược, Hàng Cót và Phùng Hưng. Cảm giác thủ đô Hà Nội sắp mưa rồi quý vị và các bạn. Cảm giác rất oi nồng. Không khí chuẩn bị cho ngày lễ 20 tháng 10 được các cửa hàng hoa trang trí rất bắt mắt. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Cháu Việt, hãy tặng em Việt Cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt Cháu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Em Việt Cháu Việt đang ở ngã tư Hàng Khoai, Hàng Rươi và tuyến phố Hàng Lược. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Rươi, Hàng Khoai quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn thấy, các du khách nước ngoài ăn mặc rồi. Rất mát, một buổi chiều, một ngày oi nóng. Buổi sáng thì thủ đô Hà Nội thời tiết hơi se se lạnh quý vị và các bạn, buổi tối cũng thế. Trước màn hình là ngã tư Hàng Lược, Hàng Mã và bên kia là tuyến phố Chả Cá quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở trên tuyến phố Chả Cá cũng vắng khách. Vâng, trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Cá và phố Chả Cá. Kinh doanh quần áo trang trí rất bắt mắt. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lạn Ông và phố Chả Cá. Cảnh chiều kinh doanh buôn bán thuốc bắc ở trên tuyến phố Lạn Ông cũng vắng khách quý vị và các bạn. Với thời tiết nóng thì như quý vị và các bạn thấy, các cửa hàng kinh doanh buôn bán chè đắt khách. Vâng, em Việt Cháu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Cân rồi. Vào ngày giữa tuần thì các cửa hàng massage lại cũng vắng khách quý vị và các bạn.
đâu đâu cũng mọc lên các cửa hàng massage. Và trước màn hình là ngã tư phố Hàng Bồ, đường Văn Can và đến phố Hàng Cân. Ngã tư rất nhộn nhịp các du khách nước ngoài. Vâng, em Việt Châu Việt đã sang tới phố Lương Văn Can rồi. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Quạt và Lương Văn Can, quý vị và các bạn. Cảnh chiều trên tuyến phố Hàng Quạt. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ chơi ở trên tuyến phố Lương Văn Can cũng vắng khách. Kinh doanh bán bánh mì. Đông khách hơn, quý vị và các bạn. Em Việt Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Gai và Lương Văn Can. Đây là một bạn trẻ ăn mặc rất sexy, quý vị và các bạn. Vâng, trước màn hình là ngã ba phố Lương Văn Can và ngõ Hàng Hành. Kinh doanh buôn bán trên ngõ Hàng Hành cũng chậm, quý vị và các bạn. Về ngõ Hàng Hành như quý vị và các bạn thấy thu hút rất đông các du khách. Và các cửa hàng ở đây cũng đông khách, quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán phục vụ khách du lịch cũng nhộn nhịp.
khách sạn đều đông khách nước ngoài quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất tuyệt vời. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh phố cổ Hà Nội, hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về phố cổ Hà Nội. Du khách sắp xếp một dịp gần nhất để tới tham quan Hà Nội quý vị và các bạn. Em Việt Sâu Việt đang ở ngã ba ngõ Bảo Khánh và phố Bảo Khánh. Bên Hồ Gươm như quý vị và các bạn thấy rất nhộn nhịp. Em Việt Châu Việt đang ở trên tuyến phố Bảo Khánh quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Chống. Phố Hàng Chống và phố Bảo Khánh. Rất đẹp quý vị và các bạn thấy một đoàn du khách đang tham quan thủ đô Hà Nội. Cảnh chiều rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Càng gần tới phố nhà thờ, quý vị và các bạn thấy càng đông. Đây là rất đông các du khách. Em Việt Châu Việt đang ở ngã ba phố nhà thờ và phố Hàng Chống. Ngay ngã ba là một đoàn du khách đang ra Hồ Gươm. Rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Ra tới phố nhà thờ như quý vị và các bạn thấy, các bạn trẻ bị say mê bởi cảnh rất là đẹp. Những hình ảnh trên từ phố Ấu Triệu. Trên ngã ba phố Nhà Trung và Nhà Thờ luôn nhộn nhịp quý vị và các bạn. Các cửa hàng cũng đông khách, rất tuyệt vời.
cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi một vòng từ ngã tư Phan Đình Phùng Hàng Cót qua tới phố Nhà Thờ và Nhà Trúc. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Châu Việt.